Con thề á, nếu mà con làm gì mà bậy bạ với lại cô Phượng á thì hả con sẽ bị hả tiệt giống tiệt tôn luôn, không có con cháu gì hết á. Mười tin chưa? Cũng hơi hơi thôi nha, tao dặn dò nhiều lần lắm rồi đó. Con của tao nó linh lắm, mày mà thề cái gì đó nó chứng kiến hết những lời nói của mày đó, nghe không? Con đâu có sợ gì đâu mười, nói là con không có sợ rồi đó. Thiệt, sao tôi mệt quá. Ai cho thuê nhà thuê cửa ai cũng sung sướng có tiền lãnh ngon lành, sao tôi cực dữ vậy trời. Trời ơi, cứ phập phòng lo sợ cái đám này. Nghĩ đi nghĩ lại, còn ở căn hộ y không ai thuê, bỏ trống không uổng thiệt á. À, cái căn hộ y hả Mười? Con đã nói với Mười bao nhiêu lần rồi, cái căn hộ đó Mười phải hạ tiền thấp xuống người ta mới thuê. Thấp cái gì nữa, tao cho 6 triệu là đã thấp rồi đó. Mày đi hết cả một cái thành phố này coi, không có ai có cái giá rẻ như căn hộ của tao đâu. Trời ơi, 6 triệu đúng không Mười? Căn hộ của Mười cho thuê có 5 triệu thôi đúng không? Cái gì? Tao cho 6 triệu. À, 6 triệu đúng không? Mười phải cho thuê với giá 5 triệu. Bởi vì á là căn hộ của Mười kèm theo một cái bản nội quy, một cái bản phong thần đúng không? Nó rất là gắt gao. Thần gắt gao, vậy ý mày muốn nhiều? Thì con nói 5 triệu đó, với lại mỗi tháng đó là 10 tri cho con 1 triệu đi. Con đảm bảo với 10 con sẽ bảo vệ từ A tới Z. Con sẽ coi chừng cho 10 cái chung cư đó. Trời đất ơi, 5 triệu là đã thấp rồi, còn cho mày thêm 1 triệu nữa tao còn có 4 triệu hả? Cái thời buổi này hả, nhà đất bất động sản đang đóng băng đúng không 10? Với lại á, con thấy bữa giờ 10 để không như vậy á, có ai vô thuê không? Không ai vô thuê, mỗi tháng 10 không có đồng nào hết. Rồi, Mười phải đi đóng thuế rồi đúng không? Tại sao mà con đưa ra cái thỏa thuận quá ngọt như vậy mà Mười không chịu nữa? Mười đúng không? Một tháng Mười cho thuê 5 triệu đúng không? Con chỉ lấy 1 triệu thôi. Mười lấy tới 4 triệu luôn. Mà Mười không phải lo chuyện mà kiếm người vô thuê nhà, cũng không phải lo cái chuyện mà canh chừng có giận bạn gái lên không. Tất cả hãy để cho thằng Long này làm. Nhưng mà mày có chắc chắn là mày tìm được người thuê không? Con mà Mười, con chỉ cần lên Facebook đúng không? Facebook của con bây giờ lượng theo dõi là mấy ngàn người, khoảng 20 mấy ngàn người á. Con mà lên con đăng một cái là người ta tham gia ào ào, người ta đứng xếp hàng đợi Mười tới hả, chọn người vô thuê luôn á Mười. Ừ, lợi hại dữ vậy sao? Tất nhiên rồi, Mười chưa biết gì hả? Facebook Đàm Vĩnh Hưng nè, Mỹ Tâm nè, Ngọc Hà nè, Chi Bu nè, cộng lại đúng không? Chưa chắc lượng like bằng con đâu. Trời ơi, dữ dằn vậy hả? Trời, chứ thấy sao? Thấy con vậy mà giỏi vậy ta? Tất nhiên rồi Mười. Mười cứ tin tưởng con nha, mỗi tháng Mười được con 1 triệu thôi, ok? Ok, tạm thời tin mày. Rồi, quyết định với nha Mười. Ăn cơm được chưa chị? Ăn nhanh đi, phiền phức hết sức. Mà công nhận hả chị ha, em thấy anh Long á, ảnh nhanh trí ghê á. Nhanh trí gì? Giỏi bày chuyện thì giờ phải giải quyết hậu quả thôi. Em thấy ảnh hả giỏi ghê, không mà lúc nãy hài ghê ha, không có ảnh hả em không biết làm sao luôn á, em gung quá trời gung luôn, em không biết nói sao nữa. Chị nói cho em biết, mấy cái người á mà hay gây chuyện á, lúc nào cũng giỏi giải quyết hậu quả hết á, không có gì đâu mà ngưỡng mộ. À mà chị nè, chị thấy anh Long làm sao? Ai để ý? Thì chị thử để ý tới ảnh coi sao. Sao tự nhiên hôm nay
em quan tâm tới thằng Trảo vậy? Thì tại em thích ảnh. Em thích? Ừ. Cái gì vậy trời? Chị làm gì chị nhìn em chằm chằm vậy? Dương, em có bạn gái chưa? Bạn gái? Ừ. Sao chị hỏi em vậy? Thì có chưa? Làm gì có. Em học bao nhiêu năm phổ thông, hôm nay không có bạn gái thiệt hả? Không có. Tự dưng hôm nay quan tâm em quá ha. Hôm nay không có thích ai. Thích? Thì cũng có. Ai vậy? Kể là... chị nghe chứ. Là ai? Là Doraemon nè. Tào lao. Đi ngủ đi. Nói chuyện với chị 2-3 câu là chị la em rồi. Công nhận chị dữ ghê. Mà ước gì ha, tối nay em ngủ, em mơ một giấc mơ thật là kỳ lạ. Em thấy em đang bay, đang bay, đang bay, đang bay với lại Doraemon. Chị bay đi. Chị ngủ ngon. Ê, vụ gì vậy? Tôi lo quá à. Lo gì? Thì thằng Dương em tôi đó. Ủa, nó thi rớt hả? Nó thi rất là tốt. Nhưng mà dạo này á, tôi thấy nó chơi thân với thằng Cha Long lắm. Tôi lo quá. Ủa, tôi thấy anh Long tốt mà. Nhưng mà thằng Cha Long đó là bóng bóng bang bang. Người ta nói á, bệnh bóng lây dữ lắm. Cái gì? Lây hả? Ừ. Tôi nghe trên mạng nói á, mấy thằng bóng nó chơi chung với nhau á, mai mốt ai cũng là bóng hết. Kỳ vậy ta. Tôi là bác sĩ, tôi nghe nói là bệnh này đâu có lây đâu ta. Vậy mà trên mạng nói hả, bệnh này lây lan dữ lắm. Nhưng mà bà là bác sĩ, hôm nay bà không biết gì bệnh này hả? Vô duyên. Tôi là bác sĩ da liễu chứ phải bác sĩ tâm lý đâu mà biết. Nhưng mà không lẽ mấy người đồng nghiệp không ai nói? Không, mẹ không có lây đâu. Tại vì á, cái đó là thuộc về vấn đề tâm sinh lý, chứ nó có phải là một cái loại virus gì đâu mà lây. Tôi thấy trên mạng nói rõ ràng là bệnh này lây lan dữ lắm mà. Thôi không có lây đâu, tự nhiên bà nói bà làm tôi lo theo. Tại vì theo tôi nghĩ á, thường á, cái bệnh đó là mấy người bóng á, thích chơi với nhau, rồi họ thích nhau vậy á. Thích chơi với nhau? Chết rồi, thằng Dương em tôi, nó nói nó thích thằng Trà Long. Cái gì? Nó nói với bà là nó thích chơi với ông Long hả? Ừ. Làm sao đây? Tự nhiên bà nói bà làm tôi lo quá à. Không có đâu, tôi thấy thằng Dương nó men mà. Trong nhà tôi chỉ có một mình thằng Dương là em trai thôi. Từ nhỏ nó đã lớn lên với một đống chị em gái rồi. Đã là men nó là không bao giờ bỏng hết á. Tin tôi đi. Có cách nào test không? Test bóng hả? Ừ. Hiện tại á, thì ở trong y học chưa có. Nhưng mà sao? Có một cách. Cách gì? Cách dân gian. Cách dân gian. Công nhận, tôi thấy tôi thông minh ghê á. Nè, đây là cách test tốt nhất nha. Hai tấm hình này, nếu như mà em của bà chọn cô nữ á, thì mọi chuyện bình thường. Còn mà chọn ông nam này á. Chúc mừng bà với gia đình của bà. Không biết có hiệu quả không nữa. Tất nhiên là phải hiệu quả rồi, bà phải tin tôi chứ. Ủa, sao bữa nay hai chị dậy sớm vậy?
Bộ hai chị định nấu cho em ăn món gì hả? Ừ, bữa nay được nghỉ. Mà sao không tranh thủ ngủ thêm miếng đi, dậy sớm chi vậy? Thôi, em ngủ gì mà ngủ quá trời. Bộ chị muốn em mập giống chị hả? Thành heo hả? Hay lắm. Vậy thôi, từ nay về sau không cần ăn cơm ha. Để cho ốm, ốm suốt đời đi. Vô. Dạ bọc. Thấy sao, thấy sao? Chim ngưỡng, chim ngưỡng. Sao, sao, sao? Thích ai? Nam hay nữ? Quá tuyệt vời. Ai? Nữ, nữ, nữ tuyệt vời phải không? Cô siêu mẫu này thân hình quá sexy, quá bốc lửa, nguyên một cái đường cong hình chữ S khiến cho người nhìn không thể nào mà không rung động được. Trời, trời ơi, thích rồi, đúng không? Chị cũng thích mà. Thích rồi kìa. Đẹp quá. Còn còn anh vận động viên cơ bắp này á, thì thầy nói cơ bắp cuồn cuộn, quá manly luôn, đầy vẻ nam tính, khuôn mặt thì quá đẹp trai, có một cái sự gì đó cuốn hút lạ thường nha. Không thể nào cưỡng lại với nhan sắc của anh này đâu. Rồi cuối cùng vậy, em thích nam hay nữ? Em hả? Ừ. Em thích cả hai. Nhưng mà nam hay nữ hơn mới được. Hai tấm này tấm nào cũng xuất sắc hết. Em thích cả hai. Trên trời xuống dưới đất nè, gặp bà tám trong quán là biết tất nè. Ai thương ai hay ai thường hay khóc nhè, tập hợp tại quán cà phê ngồi tám nhé. Trong một chung cư cấp 3, tôi tàn nằm bên cạnh khu chung cư Nguyên Nga. Ai dọn tới, ai dọn đi, ai đi đâu, ai làm gì, hỏi bà tám là biết hết. Như đã ghi trong nhật ký, chuyện gì, chương gì, chuyện gì vậy? Bình tay lại đừng nghe điều tầm bậy thị phi, các kiểu dối trá đôi điều. Hãy tự tin rằng em rất đáng yêu. Tin vào tình yêu sẽ có người đang xa đang hệ. Chưa vấp ngã hãy đứng lên và nói I'm ok. Đừng bỏ cuộc vậy như thế, chỉ vì miệng lên trần thế. Hãy cứ sống và nuôi đam mê sẽ có ngày vinh quang trên đường về. Nè, nè. Biết.